Xin được trân trọng giới thiệu tham luận sử dụng AI trong dự đoán năng lượng tái tạo của tiến sĩ Nguyễn Minh Sang đến từ Envision Digital Singapore. Tức là khoa học dữ liệu tại một công ty là Envision Digital ở Singapore. Thì đây là một công ty nó chuyên làm về AI và IoT cho những ứng dụng trong năng lượng và thành phố thông minh. Thì sơ qua của bài tham luận ngày hôm nay thì mình có các ý như sau. Nhất là cái tầm quan trọng của việc dự báo sản lượng điện ở đây là gì? Và tại vì cái năng lượng tái tạo thì nó gắn liền trực tiếp với cái thời tiết, cho nên là cái sự khó đoán của thời tiết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc dự báo năng lượng tái tạo, thì mình cũng đi sơ qua về vấn đề này. Cái thứ ba là về AI và các cái mô hình dự đoán truyền thống mà người ta hiện đang sử dụng trong cái việc dự đoán năng lượng sản lượng điện của năng lượng tái tạo, và cái cuối cùng là cái ứng dụng AI trong dự đoán năng lượng tái tạo và cái tương lai của nó. Thì tản mạn sơ một xí về cái tương lai nó sẽ ra sao. Thì cái thứ nhất là ở đây thì thực ra là mình không biết nhiều về cái thử tiền lượng ở Việt Nam. Thì những cái phần mình nói ở đây thì cơ bản là nó về một số nước có cái tiền điện mở như là ở Trung Quốc hoặc là một số nước ở châu Âu. Thì trong ở các nước này thì cái việc mà mua bán và trao đổi năng lượng thì nó diễn ra khá thường xuyên. Lấy ví dụ như là ông A, ông B thì cùng sản xuất điện, và có ông C, ông muốn mua một lượng điện thì ông phải ra quá trình đấu giá và có thể là thương lượng với nhau để tạo ra một cái hợp đồng mua bán điện. Thì cái thời gian đấu giá này có thể nó diễn ra trong một ngày, trong một tuần, năm, hoặc là có thể là trong quý, hoặc là ngay cả trong cái ngày hôm đó. Thì cái dự báo của sản lượng điện đây thì tức là ta muốn biết được là giả sử như trong ngày hôm nay hoặc là trong một tháng tới, một năm tới thì ta có thể sản xuất được bao nhiêu điện, từ đó ta đưa ra những cái đấu giá để người ta có thể mua và bán điện và trao đổi với nhau. Thì cái việc thương lượng ở đây thì diễn ra càng sớm thì nó có giá trị càng cao. Tức là nếu bạn biết được là một tháng hoặc một tuần tới hoặc là một năm tới mà cái sản lượng điện của mình nó biết càng chính xác thì mình có thể ký được những cái hợp đồng, chốt được những cái deal nó càng có giá trị hơn. Và tức là cái việc mà dự đoán trước được cái sản lượng điện này nó khá là quan trọng trong cái việc đảm bảo cái sự cân bằng giữa cung và cầu trong cái mạng lưới điện. Cho nên là ở một số nước thậm chí họ sẽ có những hình phạt nếu mà bạn không thể đáp ứng được cái lượng điện như đã cam kết. Thì ví dụ như ở Pháp thì họ sẽ có những hình phạt về hành chính nếu như mà bạn vi phạm những cam kết trong cái việc cung cấp không đủ cái lượng điện mà bạn đã cam kết trước trong hợp đồng. Thì mình sẽ qua về một số cái ý về cái tầm quan trọng của việc dự báo sản lượng điện tạo ra. Thứ nhất là nó sẽ giảm cái sự mất cân bằng trong cung cầu trong cái toàn điện lưới. Thì phải biết được là phía bên supply và demand nó phải cân bằng với nhau thì nó đảm bảo được cái sự an toàn của toàn bộ cái điện lưới. Cái thứ hai là nó sẽ tăng được cái lợi thế cạnh tranh trong cái thị trường mua bán điện thời gian thực. Thì như mình đã nói thì những cái đơn vị nào mà họ biết được họ có thể dự đoán chính xác cái thời gian trong vòng một tháng, một năm tới là họ sản xuất được bao nhiêu điện thì họ có thể đưa ra những cái deal có giá trị hơn, và từ đó thì tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh trong cái thị trường này. Và cái thứ ba là nó nâng cao cái hiệu quả trong cái quá trình xây dựng, hoạt động hoặc là bảo trì của hệ thống năng lượng tái tạo. Và cái cuối cùng thì tại vì nó gắn liền với thời tiết cho nên nếu ta đưa ra được cái dự đoán chính xác giả sử như là những cái hình thức thời tiết cực đoan thì từ đó ta cũng có thể bảo vệ được hệ thống. Ví dụ như là một số nước ở vùng ôn đới thì cái vào mùa đông thì nó rất là lạnh, và thậm chí là những cái cánh quạt tuabin gió thì đôi khi nó còn bị icing, tức là nó bị đông cứng luôn. Thì nếu ta dự đoán được những cái tình huống này có thể xảy ra thì phần nào đó ta có thể giảm được cái chi phí trong việc bảo trì và bảo dưỡng các cái thiết bị này. Thứ hai là khi ta đưa ra các cái deal về các cái hợp đồng về cung cấp sản điện thì ta biết được tại cái thời điểm đó thì cái sản lượng của chúng ta có thể giảm xuống thì ta có thể dự đoán được những điều đó. Rồi thì cái vấn đề thứ hai là tại vì là năng lượng và điện năng lượng tái tạo thì nó gắn liền trực tiếp với thời tiết, thì với ví dụ như năng lượng gió, năng lượng mặt trời hoặc thủy điện thì nó hoàn toàn là phụ thuộc vào cái điều kiện thời tiết, nên cái khả năng phân tích tự do đây là đóng vai trò là cực kỳ quan trọng. Thì nói về thời tiết thì nó là một cái hệ thống rất là phức tạp và nó chỉ phối bởi nhiều yếu tố và rất là khó dự đoán. Thì bình thường thì mình xem những cái chương trình dự báo thời tiết thì thường người ta chỉ nói sơ về giả sử như ngày mai thì trời sẽ nắng hay mưa, và nó thường nên tập trung ở một khu vực khá rộng.
mà khi ta đi sâu vào chi tiết hơn, giả sử như một cái vị trí thực sự là một khu vực rất là nhỏ, giả sử như khu vực của một cái cơ sở sản xuất điện gió, một cái wind farm chẳng hạn, hoặc là trong khoảng thời gian nhất định, thì cái điều này nó khá khó. Nếu mà mọi người đã từng nghe về cái hiệu ứng cánh bướm, cái butterfly effect ấy, thì tức là mọi người sử dụng cái này trong một cái điều kiện cuộc sống là một cái sự kiện nhỏ có thể gây ra một cái hậu quả lớn, nhưng mà thực ra cái nguồn gốc nó là đi từ vấn đề về thời tiết. Thì như là một con bướm nó vỗ cánh ở Brazil ấy, thì nó có thể tạo ra một cơn bão ở Texas chẳng hạn. Thì cái mô hình về thời tiết thì được cái mô hình cánh bướm này nó xuất phát từ cái phương trình của cái ông Lorenzo, là ông nghiên cứu về thời tiết. Thì trong thời tiết nó cũng như vậy, thì chỉ cần một cái thay đổi nhỏ của một cái điều kiện đầu thì nó dẫn đến một cái thay đổi hoàn toàn khác về kết quả. Thì bởi vậy thì thời tiết nó cực kỳ là khó đoán. Và như 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 trong thơ văn thì chúng ta cũng có những câu như là nắng mưa là chuyện của trời nha, là chuyện của trời thì nó là ngoài tầm tay của con người rồi. Thì tất cả những yếu tố đó thì nó dẫn đến một việc, đó là cái sự khó đoán của cái sản việc cái dự đoán cái sản lượng của năng lượng tái tạo này. Rồi thì nói về AI thì đầu tiên là mình bàn xuống một ít về cái mô hình dự đoán truyền thống. Thị trường người ta có những cái mô hình vật lý. Thì những mô hình vật lý này thì chủ yếu nó dựa vào những cái định luật vật lý hoặc là những cái định luật bảo toàn năng lượng, và nó xây dựng lên các cái phương trình số. Thì chủ yếu là các cái phương trình vi phân phi tuyến tính nhỉ, thì nó xây dựng lên cái mô trình phương số này. Thì từ đó nó đưa ra được cái dự đoán về cái chuyển động của các cái khối không khí ở trong khí quyển. Thì và từ đó nó đưa ra cái dự đoán về về các cái yếu tố của thời tiết, như là hướng gió, như là sức gió, hoặc là như là lượng mưa chẳng hạn. Thì những cái mô hình này cực kỳ là phức tạp và nó yêu cầu một cái độ tính toán rất là cao. Một cách thứ hai là người ta dựa vào các cái mô hình dự đoán thống kê. Thì những cái mô hình dự đoán thống kê này thì chủ yếu lên nó dựa vào cái data hay là cái dữ liệu để đưa ra cái xác suất. Thì nó dựa vào cái sự thật, tức là cái lịch sử nó thường nó sẽ lặp lại, tự nó sẽ lặp lại. Thì bằng cách nhìn vào trong cái dữ liệu quá khứ thì ta có thể đoán được, dự đoán được một cái phần nào đó về cái tương lai. Thì những cái mô hình này có một cái tính nó thiên về dữ liệu, cho nên nó thiếu những cái tính vật lý, cho nên có một số thứ nó rất là khó về giải thích nếu ta sử dụng những mô hình này. Thì đến cái cách tiếp cận mà hầu hết các công ty hiện nay đang sử dụng, thì họ sẽ dùng kết hợp cả cái mô hình vật lý và cái mô hình dự đoán vào xác suất thống kê, tức là dựa vào dữ liệu này. Thì cái chu trình thị trường nó họ thấy đi từ cái mô hình số và cái mô hình vật lý, họ đưa ra những cái kết quả ban đầu, rồi họ sử dụng AI mà dùng học máy, tức là machine learning, để tối ưu trên đó, và cuối cùng là đưa ra những kết quả dự đoán cuối cùng với độ chính xác cao hơn. Thì mình cũng muốn giới thiệu một ít về cái trí tuệ nhân tạo. Thì thực ra cái thời gian không cho phép, và cái lĩnh vực này thì nó khá lớn, cho nên là mình chỉ muốn chia sẻ một ít về cái nhìn của mình về trí tuệ nhân tạo một cách ngắn gọn thôi. Thì trí tuệ nhân tạo hay là trí thông minh nhân tạo thì nó là một ngành thuộc cái lĩnh vực là khoa học máy tính, và nó là cái trí tuệ do con người lập trình tạo ra, và nó mục đích là nó tự động hóa, giúp máy tính có thể tự động hóa quá trình xử lý hành vi hoặc là đưa ra những cái dự đoán. Là cuối cùng là mục đích cuối cùng thì cũng chỉ là để hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định của con người. Thì AI là một lĩnh vực khá lớn, và trong AI thì người ta có là machine learning, tức là học máy, và trong học máy thì người ta có học sâu, tức là deep learning. Thì hiện bây giờ hầu hết tất cả các cái ứng dụng phát triển thì người ta đang tập trung vào deep learning, vào cái big data, dùng các cái mạng neuron nhân tạo để đưa ra những tính toán. Thì hầu hết các cái công ty lớn hiện nay thì người ta tập trung vào học sâu hơn là các cái học máy, những cái thuật toán machine learning, gọi người ta là những cái thuật toán machine learning truyền thống, thì người ta bây giờ đang thay thế bằng cái học sâu, là deep learning. Thì tại sao lại dùng AI vào trong cái việc dự đoán cái năng lượng tái tạo này? Thứ nhất là cái tính thứ nhất là lịch sử, như mình đã đề cập thì lịch sử nó tự nó sẽ lặp lại. Thì nếu mà lịch sử nó không lặp lại ấy, thì khi bạn nhìn vào data thì chẳng có cách nào bạn đoán được tương lai ấy. Thì thường là lịch sử nó tự nó sẽ lặp lại. Thì mình bằng cách mình học vào trong cái dữ liệu ở trong quá khứ thì mình có thể đưa ra được cái dự đoán về tương lai. Cái thứ hai là những cái công nghệ IoT của anh Hoàng vừa chia sẻ ấy, thì hiện nay nó cũng đang là khá là phát triển rồi, và nó là một
cái điều kiện gần như là tiên quyết, thì trước khi sử dụng AI thì người ta phải tìm cách người ta thu thập được cái dữ liệu. Từ đó người ta AI mới 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 đưa ra được cái phân tích xử lý và đưa ra những cái giá trị từ cái dữ liệu đó. Thì AI thì đang phát triển không ngừng, thì gần như là từng ngày, mỗi ngày đều có rất nhiều loại bài báo, nhiều nghiên cứu mới, và một số lượng người rất là lớn đang tập trung vào nghiên cứu về AI. Có thể gọi là AI đang ở một cái trend khá là hot hiện giờ. Và cái cuối cùng, cái điều kiện cuối cùng đó là cái năng lực tính toán, tức là cái những cái phát triển về cái phần cứng. Thì hiện nay những cái phần cứng hiện nay đã cái tốc độ và vi xử lý và cái GPU chẳng hạn thì nó đang được cải thiện từng ngày, và nhờ vào những cái tức là những cái phát triển trong cái phần cứng này thì nó cũng là một điều kiện để nó cho AI phát triển. Tại vì AI bây giờ nó có thể chạy lên nhiều một cái lượng dữ liệu nó lớn hơn, và với tính toán được trong một cái thời gian nó nhanh hơn. Thì vì những yếu tố đó cho nên AI hiện giờ thì nó đã được ứng dụng ở trong rất là nhiều cái lĩnh vực, không chỉ là trong năng lượng mà còn trong cả giao thông, trong nông nghiệp, trong giáo dục, trong thương mại điện tử, trong trong giải trí, vân 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 vân. Thì gần như là tất cả các lĩnh vực trong xã hội thì người ta đang muốn ứng dụng AI vào, và hầu như là tất cả các công ty hiện nay thì đều người ta đều muốn xây dựng một cái đội ngũ để có thể làm về AI để tạo ra những cái lợi thế cạnh tranh cho công ty mình. Rồi thì chắc là mọi người đã nghe một cái câu chuyện về AlphaGo. Thì năm 2015 thì đây là một cái sự kiện khá lớn, mà cái công ty DeepMind là một công ty về AI mà có trụ sở ở London, thì họ đã tạo ra một cái con bot gọi là AlphaGo. Thì gần như tại thời điểm đó thì nó đã đánh bại được cái nhà vô địch cờ vây thế giới. Thì mọi người biết là cờ vây là một trong những môn cờ mà rất là phức tạp, và AI tại thời điểm đó nó đánh bại cái nhà vô địch này với tỷ số là 4-1, tức là gần như là áp đảo luôn. Thì đó là một trong những bước ngoặt của AI, và tạo làm cho cái cơn sốt về AI nó trở nên ngày càng trở nên hot hơn. Và cũng chính công ty đó vào năm ngoái thì nó cũng là có một cái phát kiến mới, là tức là nó đã giải được cái bài toán về 50 năm trong sinh học. Thì về sinh học thì mình cũng không rành lắm, nhưng mà về cơ bản là ở đây thì nó đã tìm được cái cách mà một cái tế bào protein nó gấp như thế nào. Thì bình thường trong các cái nghiên cứu truyền thống thì không có cách nào để xác định được cái này, nhưng mà bằng các mô hình học máy của AI thì nó có thể giả lập được với mức độ chính xác rất là cao. Thì đây là những cái ứng dụng rất phổ biến, nhưng mà có thể ít người biết là cũng chính công ty này thì họ cũng đã có những cái nghiên cứu về việc sử dụng AI trong dự báo cái sản lượng năng lượng gió, và cũng họ cũng mới public gần đây thôi, tức là công bố những cái kết quả này, nghiên cứu này gần đây, thì đều cho thấy là cái việc cái ngành năng lượng tái tạo và nói chung là cái năng lượng gió, điện gió nói riêng cũng đang thu hút được những cái công ty hàng đầu thế giới đang vào nghiên cứu trong những lĩnh vực này. Rồi thì chắc là mình chỉ muốn chia sẻ một chút về cái nghiên cứu này của DeepMind, làm cách nào để họ họ sử dụng cái AI để có thể đưa ra những cái dự báo về năng lượng. Thứ nhất thì họ là dùng các cái mảng neuron, thì nó là về học sâu là deep learning, thì nó học từ các cái dữ liệu của các cái biến thời tiết hoặc là cái dữ liệu lịch sử của cảm biến ở trên turbine, và từ đó thì nó có thể đưa ra những cái dự đoán về sản lượng điện gió trong trong vòng 36 tiếng tới, tức là hơn một ngày một xí. Thì dựa vào những cái dự đoán này thì mô hình này họ chứng minh được là nó có thể nâng cao cái giá trị của điện gió đến 20%, tức là mang lại lợi nhuận rất lớn cho cái nhà sản xuất điện gió. Thì về phân tích cụ thể thì họ cái, những từ những cái dự đoán này thì thứ nhất là họ có thể đưa ra được cái dự đoán tốt hơn về cái việc cung cầu những cái cung và cầu của việc sản xuất điện. Thứ hai là những cái họ có thể giảm được cái chi phí của hoạt động nhờ vào cái kết quả mà tính toán ra được từ cái model này. Rồi thì đây là một cái ứng dụng khác là họ sử dụng cả những cái model mà dự đoán được cái lượng mưa trong vòng hoặc là 1 tiếng rưỡi, tức là người ta gọi là now cast, tức là trong trong dự đoán thì người ta có thể chia ra là long term, tức là dài hạn, medium term, tức là trung hạn, hoặc là short term, là ngắn hạn. Thì thường những cái dự đoán về ngắn hạn mà muốn có độ chính xác cao thì khá là khó.
thì ở đây họ cũng đã dùng được cái AI để mà từ cái dữ liệu về cái ảnh vệ tinh của phân tích chuyển động và đám mây hoặc là cái vùng áp suất và thấp và cái lượng không khí thì họ cũng đưa ra cái dự đoán rất là chính xác về cái lượng mưa ở trong vòng 1 tiếng rưỡi kể từ thời điểm bây giờ. Thì tất nhiên là dữ liệu có thể đi từ nhiều nguồn khác nhau, có thể là từ ảnh vệ tinh và có thể là dùng cái cảm biến như là cái cảm biến đo sức gió, hướng gió hoặc là những cái camera fisheye để phân tích cái chuyển động đám mây. Thì cái ứng dụng cái này thì ở điện mặt trời hoặc là thủy điện đều được, tại vì ở điện mặt trời thì cái việc mà bức xạ mặt trời có thể nó bị ngăn cản bởi cái đám mây thì nó cũng ảnh hưởng đến sản lượng điện, hoặc là ở thủy điện thì cái lượng mưa thì nó là khá quan trọng trong việc là người ta có thể lên kế hoạch để tích trữ được cái lượng nước ở trong thủy điện hả. Rồi thì tương lai sẽ ra sao? Thì thực ra thì tương lai thì không thể xác định được, thì khó mà xác định được, thì mình cũng chỉ muốn đưa ra những cái ý chủ quan của mình ở đây thôi. Thì theo mình thì AI thì cũng như công nghệ khác thì nó chỉ là một cái mảnh ghép trong cái bức tranh chung về về tương lai chuyển đổi số ngành năng lượng. Thì ở đây mình có một công thức mà mình cập nhật được ở một số nơi, thì người ta bảo là tương lai sẽ bằng IoT cộng với AI và cộng với blockchain. Thì IoT thì nó đóng vai trò là cực quan trọng, tại vì nó là cái công nghệ chính để nó thu thập cái dữ liệu cho cái quá trình sau. AI ở đây thì nó sẽ bắt đầu lấy được các dữ liệu đó, nó đưa ra các phân tích và các cái dự đoán, từ đó nó giúp tối ưu với quá trình lên kế hoạch hoặc là nó đưa ra những cái hỗ trợ cho cái quá trình ra quyết định của con người. Cuối cùng là blockchain thì cái công nghệ mình mới tìm hiểu gần đây thì nó khá là hay, thì có thể là những cái hợp đồng thông minh blockchain nó có thể được sử dụng để nó đưa ra trong cái việc là thương lượng những cái hợp đồng quản lý điện chẳng hạn, hoặc là cái việc lưu trữ phân tán thì cũng đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ mạng lưới điện và cái dữ liệu trong mạng lưới điện. Và thì trên đây là phần tham luận của mình cho cái buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh. Hiện tại thì chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn khán giả. Bạn khán giả này muốn hỏi là anh nghĩ như thế nào về phương pháp đánh giá tác động của năng lượng gió vào hệ sinh thái ven biển ở nước ta ạ? Thì cảm ơn bạn, thì câu hỏi thì nó cũng không có liên quan đến AI cho lắm, nhưng mà mình cũng có hết sức mình trả lời cái này. Thì theo mình thì ở các cái việc mà các cái tua bin gió hoạt động ở biển ở các cái vùng biển vùng vùng ven biển ấy, thì thứ nhất là cái tua bin gió thì đường nó sẽ tạo ra những cái tiếng ồn hoặc là những cái dao động, thì theo mình thì nó sẽ ảnh hưởng một phần nào đó tới các cái cuộc sống của các cái sinh vật biển. Cái thứ hai thì theo mình thì tại vì các cái đường dây điện thường thì nếu mình đặt đặt dưới lòng biển á, thì thường nó sẽ tạo ra những cái bức xạ điện từ chẳng hạn, thì một phần nào đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của các cái sinh vật biển. Thứ ba là theo mình được biết thì cứ mỗi megawatt điện sản xuất mỗi năm á, thì lại làm chết 4 con chim, thì tức là nó cũng khá là tức là cuộc sống của các cái sinh vật và cuộc sống tự nhiên, thì theo mình thì ở một cái góc độ nào đó thì các cái công trình này thì nó cũng có những cái tác động có thể là không tốt lắm cho đến đến cho cái sự phát triển của hệ sinh thái bình thường. Thì như Tâm đã chia sẻ thì cái gì nó cũng có hai mặt, tức là mọi người bảo là công nghệ là sân và nó mang đến những lợi ích môi trường, thì bên cạnh đó thì nó cũng có những tác động là khá là xấu đến môi trường. Thì trách nhiệm của chúng ta là phải tìm ra những cái giải pháp hợp lý để chúng ta có thể giảm thiểu được tối đa những cái tác động của các cái công nghệ gọi là sân này đến môi trường, và từ đó nó mới 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 thực sự là có cái chính là sân ở đây, sân là sạch ở đây, thì đó là câu trả lời. Dạ vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Sang vì phần tham luận cũng như là vì phần thảo luận vừa rồi. Chúng ta sẽ còn quay trở lại với những câu hỏi còn lại trong phần Q&A của chương trình. Và thưa quý vị, trên con đường dẫn tới kinh tế năng lượng bền vững,